đá Big Ten lên rồi nha. Đông khủng khiếp, đông chấn động luôn nha. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vào khu trò chơi nha. Giờ đi vào khu trò chơi nha. Giờ dẫn mọi người vào khu trò chơi nè. Rất là đông nha. Đi đây nè. Ôi, đâu đây mà. Đây là chỗ kia góp thùng tiền này mọi người. Wow, này là cái góc và viết tâm thư nữa nè. Wow. Bây giờ mình sẽ về trong khu trò chơi nha. Đông người như đây là khu phố đi bộ, nơi mà từng mà CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức giao lưu đó mọi người. Wow, bây giờ thám tử sẽ xếp hàng để vào 18 tầng địa ngục nha. Wow, xếp hàng rất là lâu để vô nha mọi người. Đông quá.
giảm thiểu luôn. Wow, quá đông luôn nha. Wow, đông quá, đông quá mọi người ơi. Rồi đông lắm nha, trời ơi ngơ ngác luôn. Trời ơi, trời ơi, rất là đau, không biết nữa. Để mình hỏi xem, chị ơi, chị chờ bao nhiêu phút rồi chị? Tầm bao nhiêu phút rồi chị? À, em cũng không biết nữa, không nhớ luôn. Cô chờ bao nhiêu phút rồi cô? Không biết chừng nào vô tới thì biết rồi. Tiếng 2 tiếng hay 5 10 phút thì đâu biết, bây giờ đứng dài dài đó biết không? Vậy hả? Ờ. Cô chờ bao nhiêu phút rồi cô? Nhớ không? Không biết luôn. Chị mọi dạ? người. Chị hả? Dạ, hỏi thăm. Bao nhiêu á? 10 phút hả? À, ta đợi nãy giờ nửa tiếng rồi, 1 tiếng nào á. Ta tưởng là chừng nào vô tới đó nãy giờ. À, đợi nửa tiếng rồi. Ờ. Là 30 phút. Đúng rồi, 30 phút rồi. Wow. Đợi thêm 60 phút nữa mới vô tới cổng. Wow, 1 tiếng 30 phút là 120 phút. Đúng rồi, là tiếng rưỡi đó. Wow. Wow, trung bình một trò chơi là đời tầm tiền rưỡi nha mọi người. Đông quá, đông quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người vào cái khu tiếp theo nha. Khu trò chơi và là khu bí mật kim tự tháp nha. Thì ở đây thì mình quan sát thì có vẻ như là mọi người xếp hàng ít hơn so với 18 tầng địa ngục. Nhưng mình nghĩ là vườn thú với lại biển là gọi là sẽ đông đông nhất. Ờ, đây tháp này nó xếp qua vô. Wow, đây là khu trò chơi. Đây là quầy bán vé ngủ. Đây là khu massage cá này mọi người. Rất là đông luôn mọi người ngồi massage cá. Mà sao không thấy con cá nó. Wow, đây là khu trò chơi cảm giác mạnh nha mọi người. Rất đông người xếp hàng luôn nha, rất là đông luôn. Rồi. Xếp hàng rất là đông nha mọi người. Bên kia là tàu lượn siêu tốc.
xếp hàng vào và tội luật sư tấp đông đông giá này đông kinh khủng. Tội luật sư tấp là mình thấy là trò chơi mùa xếp hàng đông nhất nha. Xếp hàng trò chơi vòng quay. Xong rồi đó mọi người, bây giờ là lượt mới nè. Cái kia là xếp hàng đông nhất luôn. Cho tao vô chơi không? Wow, bây giờ Hoàng Quyên sẽ xếp hàng chơi tàu luật sư tóc ha. Sau lúc nào cũng là bắt chỉ cho nhau nha. Sau lúc nào bắt chỉ cho nhau. Đó, giờ chúng ta đi ngâm nè, cho em đi qua các luôn chị. Bây giờ mình sẽ hàng Quyên hả? Giờ sẽ ra hàng cuối cùng để xếp hàng hả? Rất là đông luôn, trời ơi cảnh đông quá. Bây giờ mình đi ra cái ở đây có rất nhiều, nói chung là khu cảm giác mặn là mọi người xếp hàng đông nhất và lâu nhất. Điển hình như hôm nay nè, bên tụi em tài xế là tụi em nha, nhân viên là 12 giờ 11 giờ về, nhưng mà tụi em sẽ chờ tiếp tầm 12 giờ rưỡi lúc đó xe mới khó khăn. Còn mà nếu mà ra sớm thì ra không có xe rồi, đâu rồi ngồi vô trước phòng ngồi. Xuống đây, xuống đây. VA, VA.
xếp hàng lên xe. Trời ơi, lo xa quá. Quay xếp hàng lên xe. Nhưng mà không xếp hàng. Đi em đi.